Xin chào tất cả anh em, Đá Bóng TV đã quay trở lại với anh em rồi đây. Màn soi kèo tiếp theo của ngày hôm nay là trận đấu giữa Sao Paulo với Palmeiras trong khuôn khổ vòng đấu thứ 10 của giải vô địch quốc gia Brazil Serie A. Diễn ra vào lúc 2 giờ thứ hai ngày 12 tháng 6 trên sân vận động Morumbi. Sao Paulo đang có một mùa giải tốt nếu so với chính họ tại mùa giải trước khi tạm thời đứng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Đội bóng này có được 4 trận thắng, 3 trận hòa và 2 trận thua sau 9 lần ra sân. Phong độ gần đây của thầy trò huấn luyện viên Dorival Junior là chấp nhận được đối với một đội bóng tầm trung khi chỉ phải nhận một thất bại trong 5 trận gần nhất. Hàng công của Tricolor vẫn đang cho thấy sự hiệu quả của mình khi đã có 15 lần lập công. Trong khi đó, hàng phòng ngự của họ cũng thi đấu tương đối ổn với chỉ 9 lần lọt lưới. Dẫn đầu dàn xếp ghi bàn của đội bóng áo đỏ đen chính là Jonathan Cannelli với 4 lần lập công. Xếp ngay phía sau chính là hai cái tên Luciano với 2 bàn thắng và 2 đường truyền thành bàn. Ban huấn luyện của đội bóng cần sốc lại tinh thần cho các cầu thủ và phương án mới nếu muốn tham dự cúp Nam Mỹ vào mùa giải sau. Đội bóng giàu thành tích nhất tại đấu trường quốc nội Brazil, Palmeiras, đang có một khởi đầu không được như ý khi liên tục bị đánh rơi điểm số một cách đáng tiếc. Cụ thể, Verão đã bị cầm chân 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Kết quả này khiến đội bóng rơi xuống vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, xếp dưới Botafogo. Nhìn rộng ra hơn, Campeão do Século, mặc dù đang bất bại trong cả 9 trận đầu tiên, nhưng chỉ có 5 chiến thắng và 4 trận hòa. Hàng công thăng hoa của Periquito vẫn thể hiện sự hiệu quả với 20 lần lập công, nhiều nhất tại Serie A Brazil. Hàng thủ cũng cho thấy sự ổn định khi mới chỉ để lọt lưới 8 bàn. Dẫn đầu danh sách ghi bàn của Palmeiras không ai khác ngoài bộ đôi Arthur và Rafael Veiga với cùng 4 lần lập công. Xếp ngay phía sau chính là tiền đạo chủ lực Rony với 2 bàn thắng. Ngoài ra, Dudu vẫn đang chứng minh vai trò nhạc trưởng của mình khi đã sở hữu 2 lần nổ súng và 3 lần dọn cỗ cho các đồng đội. Việc cần làm của huấn luyện viên Abel Ferreira và các học trò giờ đây là nhanh chóng lấy lại phong độ để cạnh tranh ngôi vương khi sắp bước vào giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải. Mức chấp nhà cái đưa ra là Palmeiras trừ 0.25. Theo Tạm Bóng TV, anh em nên đặt niềm tin vào Palmeiras khi đội bóng này đang sở hữu dàn nhân sự và phong độ nhỉnh hơn. Mức tài xỉu nhà cái đưa ra là 2.25. Đề tài là quyết định hợp lý khi cả hai đội đều đang sở hữu lối chơi tấn công, cống hiến. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào hai trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Tạm Bóng Đá TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.